chuyển sang lồng. Tên là đóng hộp thì sang lồng ngay đấy, khai xuân đầu năm một hoa mi. Gà ra hôm nay mang hai con gà ra, con này hot ăn đấy. Bí tiền mang bán, nuôi nó tình cảm lại mang bán thôi. Con này túi con một nếu mà có thời gian có đủ sâu thì ăn béo lắm. Mày có bán không? Bán đi lấy tiền này. Bọn bao nhiêu phát giá chứ? Nó bảo bao nhiêu mình giảm bao nhiêu, mình có bất cả đâu lợi. À. Thằng này nó thế chứ, nó là bảo như đinh đóng cột đấy. À. Đấy. Rồi anh em hôm nay tiếp tục đang có mặt ở chợ chim. 9 giờ sáng rồi. Khá nhiều anh em mang chim ra chơi rồi. Đấy, hôm nay thấy chợ khá đông, ăn Tết xong anh em đi chơi khá đông rồi. À, tiếp tục đưa anh em tham quan chợ chim này. Con này bấy được anh? Vừa sáng vừa bấy được. Sáng nay vừa bấy được. Màu đẹp phết đây nhỉ? Quả màu đẹp phết đây nhỉ? Chắc là chim gái sống thôi đúng không? Chắc kim sống. Nhìn đẹp đấy. Được quả màu khá đẹp. Gốc màu dày. Thấy ra rộng chưa anh? Mới à. Mới rồi. Tháng nay ra chợ tiện thì thấy ở dọc đường đấy luôn. À. Con cẩu. Đấy, gà rừng. Trăm một con này. Giống mấy trăm. Mấy 300. Mấy 300. Rồi 800. Đây. À, trên kia thì cũng mấy lồng trên kia. Hôm nay thì đông hơn đấy. Ví dụ chợ hôm nay đông phết nhỉ. Đấy, trên này khá nhiều lồng rồi. Đây, lên khu vực chính trên này. Hôm nay khá nhiều chim nữa. Hôm nay khá nhiều anh em mang chim ra chơi này. Chợ chơi à? Vớt 10.000. Đảm bảo. Hai con thì bớt cho 250, hai con 500. 250 một con. Chào màu 250. Đấy. Đấy.
Đấy, chào chị ơi. Đấy. Ở tay cái này nhỉ? Buồn này cả. Hôm nay hôm qua thức đêm. Hôm qua uống rượu Phú Lộc về thức đêm sáng. Ôi giời, mệt mà. À, hôm nay đông nhỉ hôm nay. Chợ chim hôm nay đông đấy. Ấy du lịch ngoài đầu cầu đâu? Đúng lắm. Bây giờ mở đấy rồi nhỉ? Ờ, xe xong đủ xe đây xe. À à. Chợ sông mở đông quá đường xe lên cái đấy. Ừ. Cho vào trong đấy thì hay đấy nhỉ? Rộng mênh mông đi không? Ừ, cho vào trong lần quán mở hết rồi nhưng mà cho vào trong cái bán thì hay đấy. Du lịch đông mà. Ừ. Làm đấy thôi không? Rồi. Đấy. Làm biết. Hôm qua uống rượu mệt quá, uống rượu cả đêm hôm qua. Bây giờ sáng nay không muốn đi nào. Nhưng mà thôi thì đến chợ phiên thì phải đến quay cho anh em tí. Ừ, ra tí quay đưa cho anh em xem. Cho anh em xem. Đợi của Nguyễn Lợi mà chưa lên. Đấy, chưa lên nhỉ. Đầu xuân đang chương trình đấy mà chưa đâu. Chưa thấy đâu. Đấy, hôm nay anh em thấy khá nhiều chim nhá. Trà màu. Khá nhiều. Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. Chính xác. Đấy, hôm nay trà màu nhiều lắm các bạn ạ. Đấy, trà màu họa mi. Đấy, trà màu họa mi. Đấy. Nếu mà có cái lồng lực các quăng thì thả vào đấy được. Ok, mấy con này thả ra rừng nó để có lồng. Thả mi. Đấy, anh em thấy là ngày hôm nay phiên ngày hôm nay là rất nhiều anh em băng chim ra chơi. Đấy. Họa mi hôm nay cũng thấy rất nhiều đấy, con hot là mềm. Chợ phiên này thì được mở vào ngày mùng 2, mùng 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch hàng tháng các bạn nhé. Đấy, các bạn nào có thích chơi chim thì ra cứ 5 ngày một phiên. Đấy, 5 ngày một phiên. Có rất nhiều dòng chim nên này anh em ạ. À. Anh em đến đây thì tùy từng hôm thôi. Có hôm thì rất đông, rất nhiều dòng chim nhưng có hôm thì là ít. Đấy. Hôm nay thấy họa mi hot nhiều đấy. Họa mi tầm triệu phân triệu cũng có. Được gì? Hai lít rồi. Ông làm gì đâu? Nào nào. À, trong này thì có mấy anh em đang giết trà màu ở trong này. Một số những con trà màu đẹp trong này. Năm mới. Ôi giời. Vừa ra. À, măng nào ra chưa? Đấy. Đấy. Con này to nhỉ, con thứ ấy này to phết nhỉ, to chim nhỉ. Ừ. Hai con ở ngoài này còn to chim nhỉ, con này con em à? À, mồi à? Con này mới đi lần đầu tiên. Mới ra lần đầu tiên à? Ừ. Bấy được con nào chưa? Không, chưa đi bấy. Chưa bấy con nào à? Nhưng to chim phết đấy nhỉ? To chim phết đấy.
một số lồng trà mào ở dưới Họa Mi. Đấy, anh em chơi chim rất đông vui nha. Ngày hôm nay thì thấy rất nhiều chó mào anh em chơi. À, đông đúc. Vẹt. Chơi nhà nó đói. Ây da. Đông người. Con này vẹt bao tiền anh ơi? Đâu mua được cá bé 2 buổi. 2.7 triệu. Hai. 2.7 triệu cái nước bé. Khuyên mi tử mi. Con này biết nói gì anh? Chưa, đang học. Đang học nói à? Thỉnh gọi là có khách thôi. Có khách. Nó biết chửi ra. Con này em mua từ bé này. Nuôi từ bé rồi. Mua 2.7 triệu từ bé. À. Mua từ bé 2.7 triệu. Mua từ bé 2.7 triệu bây giờ phải khác rồi. Không bán đâu. À mà chơi thôi. Con này nào đến lúc người ngủ mà nó đi vệ sinh không chỗ, nó không có như vừa bậy. Ừ. Tối này đi chơi. Đi chơi. Dạo phố. Đấy. Con này đi đoàn đi ô tô. Đi, ra lâu chưa? À, năm mới chứ sức khỏe nha. Lâu chưa anh? Ra không? Đấy. Không mang con nào ra. Chào màu nhỉ. Đấy. Nói chung là hôm nay khá nhiều anh em mang chim ra chơi, rất đông vui ngày hôm nay. Tuyệt vời. Đã lâu chưa chú? Bán được con nào chưa? Chú không có gì bán đâu. À, quay lợn á. À, không có quay lợn ở đâu? Hôm nay không quay đâu, nhưng mà chú quay hết tháng riêng năm bán. À, hết tháng rồi đi hội đăng nhờ. À, trên này thì cũng có một số con họa mi với một số chim dòng chim nhỏ. À, anh em hôm nay chơi thật sự đông, rất đông vui, rất là. Con này chim nghênh à? À anh được à? Tưởng là nó thay lông sao nó xù nó lông này. Thuần phết đấy anh nhỉ? Thuần phết đấy anh nhỉ? Hola. Thuần phết đấy anh nhỉ? Ừ. Hả? Bán bao nhiêu? 3.5 triệu. Cái này phía trước có đâu, vừa mới nhập thôi phải không? Thôi nghỉ em.
Đấy, chợ hôm nay rất là đông nhá mọi người anh em, đến chơi chợ vào ngày mùng 2 mùng 7 12 17 227 âm lịch hàng tháng. Đưa anh em đi vòng chợ là cho anh em biết là chợ chim chuyên thứ hai rất là đông anh em đến chơi rồi. Một vòng rất nhiều trà màu. Nhưng mà nhà thì giàu dùng cái điện thoại để. Đấy, họa mi trà màu khá nhiều. Chợ hôm nay như vậy. Đấy, đưa anh em một vòng chơi như vậy. Đấy, khá là hay. Đấy, hẹn anh em ở video tiếp theo nha. Đấy, chào anh em nha. Đây, ở đây có một số anh em đang ngắm trà màu này. Đang ngắm trà màu. Con mồi à? À, xin chào tất cả anh em nhé. Hiện tại hôm nay tiếp tục lại đưa anh em đi tham quan chợ chim cảnh phiên thứ hai. Phiên thứ hai từ năm 2024 này. À, phiên thứ hai hôm nay thì mình thấy khá nhiều anh em đang mang chim ra ngoài này chơi giao lưu. Đấy, các bạn thấy là đây khu vực trước anh em thì khá nhiều anh em mang chim ra, đủ các dòng chim này để anh em tham quan chơi này. Đây, lướt một vòng chợ chim để cho anh em thấy này, khu vực bên này như thế này. Đấy, chè lửa này. Đấy, chè lửa cái nó hot. Cu gáy, chè lửa, chè màu, gà rừng. Đây, đây các bạn thấy một vòng chợ này, khu vực ngay khu vực bên này cũng một số anh em cũng đang đấy, đang bán chim, mua bán chim ở đây này. Ở khu vực đông đông kia cũng một số anh em đang ngó ở trong kia kìa. Đấy. Xa xa trong kia thì cũng một số lồng ở trong kia này các bạn này. Phiên ngày hôm nay khá là đông nhá. Ở tít xa xa quán nước kia thì cũng một số anh em cũng đang rượt chim trong kia kìa. À, bây giờ đưa anh em vào tham quan một vòng chợ chim ngày hôm nay nhá. Bắn con nào chưa đại ca? Chưa được con nào. Chợ mai đông ấy nhỉ? Đây có một số quan ngắm trà màu đây. Trà màu 2 lít. Con 3 lít với lại chim tôi đéo biết gì, ta đéo biết gì, cứ bảo ta bán là ta bán. Xuất một con trà màu rồi. Lại quay rồi. Con này hát nhiều vơi nhờ. Có trái lửa này của anh kia, của anh ấy kia không? Không mùi. Phiên nào cũng thấy mang ra nhờ? Nó bán hết rồi vơ. Hả? Bán hết xong rồi cho thả vào đây cho vơ. À, tuần nhất chợ ấy nhờ. Con này chuẩn rồi, con này phiên nào cũng thấy mang ra mà. Phiên nào cũng thấy mang con này ra mà. Đấy. Chuẩn đấy, con này.
hát này bị nào công an bảo là thuần nhất chợ, hot hay nhất chợ. Công an không dám tối. Đông giờ hôm nay chợ hôm nay đông ấy. Cua gáy. Gà rừng. Thế thì bao nhiêu? Giá thế là rẻ rồi con. Chạm một câu xem. Hai trăm cho một con trên kia nữa. Trên kia là con chim gì? Con khiếu khiếu mào. Khiếu mào. À. Thế được chưa? Chưa được. Vẫn chưa được hả? Thuận mua vừa bán thôi, cứ giả thoải mái. Đúng rồi, giả thoải mái. Thuận mua vừa bán. Thuận mua vừa bán. Chim thì nhiều, tiền thì trong túi. Gà rừng này anh em này. Thảo mi. Hả? Bắt luôn à? Mấy con? Đâu một lần. Đây, anh em hôm nay tiếp tục lại này, đang có mặt ở chợ chim cảnh. Đang có mặt ở chợ chim cảnh Lạng Sơn. Phiên chợ ngày hôm nay phiên thứ 2 trong năm. 2004 là phiên thứ 2. Phiên thứ 2 mà hôm nay cảm thấy là có rất đông anh em mang chim đi chơi. Đấy, mang chim ra ngoài chợ này giao lưu hôm nay phiên khá là đông nhá. Đấy, các bạn có thể thấy là hôm nay khá là đông anh em mang chim ra khu vực chợ này bán này. Đấy. Đây, ngay đây thì thấy một số như con gà rừng và con chim khuyên trà màu. Chuyển sang lồng gà mào, gà rừng, quên gà rừng. Đây, ở đây có một số bác đang giao dịch con chim gì này. Hả mi. Đi đã đưa em lại được lại em 800. Vâng. Không lấy 800 thì thôi anh em cùng cho nó luộc lại không có nói sai. Đây này, khuyên này, trà màu khá nhiều. Bác Sơn hôm nay mang gà ra, hôm nay mang hai con gà ra. Còn sót hai con à? Gà rừng. Đây, ở đây hiện tại hôm nay thấy khá nhiều họa mi trà màu anh em ạ. Lâu chưa em? Ra sáng rồi. Ra sáng rồi à? Vâng.
Trà Mào, hôm nay thấy khá nhiều trà Mào nhé, khá nhiều trà Mào Hà Mi anh em mang ra này. Về đây à? Hà Mi hot. Con này gọi là con vẹt gì anh? Hả? À. Hay đấy nhỉ? Nuôi từ bé thích nhỉ? Ăn hướng dương à? Nó ăn hướng dương à? Ăn hết nhỉ? Im! Con này vẹt này phải không phải cắt lưới như sáo đâu nhỉ anh nhỉ? Nó khác biết nói nhỉ? Khác tự nói mà. Khác tự nói. Chắc phải nuôi tầm hơn 5 trở lên mới nói được nhỉ? Này. Nơi một con chim thuần hay phết đấy. Happy Bob này. Thế mà mua giống lúc nhỏ là đắt rồi vớ nhờ. Nhưng lúc giống lúc nhỏ mà 2,7 triệu rồi. Giống con vẹt này nó đắt nhỉ. Con như vẹt vẹt hồng kia mấy trăm. Đúng rồi. Vẹt hồng lực hồng mấy trăm đâu anh, lực bán suốt đấy. Cái này cây chăn trâu ấy phải không? Chăn trâu. Ừ. Chăn trâu trên chăn trâu quả nó ăn được mà. Hồi bé lên trẻ con nó được cây trâu ấy. À, hồi bé đi chăn trâu ăn quả này chua chua ấy. Chăn trâu. Và là cây mình chăn trâu à? Chăn trâu hay chăn trâu đấy. Cánh thật của nó là cây tương mai. Tương mai à? Bác kia có con sáo đen à? Sáo đen. Phiên trước con sáo hot rón rộng cho màu. Con này là mỏ chi. Mỏ chi chân vàng. Con này giống sáo Lạng Sơn hay sao, Lập Bình như sao? Hả? Sáo Lập Bình cũng bỏ mỏ chi chân vàng. Chợ hôm nay đông hơn phiên trước ấy. Này, này đông hơn phiên trước thì trước vắng hơn mới Tết. Đó đầu năng dịp Tết đang dịp Tết năng. Không sao. Bật tay nhanh. Mỏ ngà.
Dạ chi. Khuyên. Chơi đi, lấy luôn à? Yêu chim là ra chợ thấy thấy chim muốn mua. Tiểu lửa anh, à, không phải đâu. À, thiếu đấy, thiếu. Con dưới là tiểu lửa chứ nhỉ? Tiểu khuôn mật khuyên trà màu bắt nó hai con. Nó vừa ra. Hôm nay không làm anh. Con đấy là con này. Ở đây thì các bác bán lồng chim và phụ kiện này anh em. Phụ kiện lồng chim và cám chim. Mang con nào ra không? Hay là ra chưa đâu? Không, em ra chơi. À, kiếm anh Duy ra, phải không? Để cái ngồi nọc ngồi, ngồi đi. Mình chia sẻ mà. Mấy con trà màu, mấy em đang duyệt. Hả? À? Hôm qua kia thấy quá hết, cũng mang nó phỏi bán giờ. Mang lên Tân Thanh mà. Hắn mở chạy trỏ được khỏi đây à? Lâu rồi. Hắn khác mở hay là chung? Khác mở cả. Đi lấy gì? À. Thế nào nó bán được chứ đúng không? Rồi, bán được thì nó mới đầu tư được chứ. Nạp tiền nhờ. Đấy, đây anh em đang duyệt một số trà màu. Mất luôn cả wifi luôn. Về thôi anh. Vậy, về sớm thế. Cứ ngồi nha. Gửi gì? Gửi lồng chim à? Đấy. Nói chung là chợ chim hôm nay khá là tấp nập, khá là đông vui. Phiên này phiên thứ hai của chợ chim này nên là anh em cũng mang chim ra chơi khá là nhiều. Nói chung là anh em nào mà thích chim thì cứ đến chợ chim Cảnh, Lạng Sơn, chợ Giếng Vuông thì anh em có thể chọn một số con chim mình yêu thích. Đấy. Trên này thì một số những con họa mi thì anh em vẫn còn đang trên này. Đấy, họa mi nhé. Anh em thích họa mi, ở đây có họa mi.
Nhưng mà con đấy sờ được, sờ gãi được. Hôm nay Tâm không mang chim ra sao mà ít thế? Có hàng đâu. Thật à? Đấy, có mấy con tinh. Con này của Ngân kìa mà. Của anh được chứ, phải Ngân không? Trời ơi, mẹ quả này em nói anh Giàng nhá. Lại khổ lo ấy. Nhìn bộ chân hống kìa. Vẫn lại không? Hả? Không anh. Con này thích tí mang kia treo thì khác hẳn ngay gì đâu mà. Ngành nuôi con nào cũng thuần rồi. Tao mới vừa mua ấy. Vừa mua. Ở trong cái lồng bẩn bẩn đuôi nó quấn hết một cứt bẩn hết rồi. À. Không có rất có duyên với chim, biết nhìn chim ấy. Chim nó phải nhanh như này. Đúng rồi. Biết nhìn mà có duyên mới, phải người biết mới được, không biết thì phải biết mua, biết nhìn nữa. Chính xác. Nhìn thấy đẹp rồi nhưng mà mẹ nó 6-7-800 thì chắc. Có tài nuôi chim nữa. Ngân là có tài nuôi chim, con nào không thấy cũng chất lượng. Không phải được. Nay mới là con miếng này. Kỳ tài ấy. Trời phú cho mỗi người một cái tài riêng. Đấy, đưa anh em đi hết vòng chợ chim rồi. Đấy, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị rút lui rồi. Nhưng vẫn có người ra người về. Đấy, một số anh em đây về rồi này. Hẹn gặp anh em video tiếp theo nhá. Xin chào. Lòng. Con gà này cũng giống gà Bắc Sơn chứ phải không? Tôi có nhưng mà tôi không muốn là gà rừng ở cái hệ thống khác. Được vớ. Bán rẻ toàn chín đẹp. Con này con 800 bán hàng này. Anh là điếu. Thế bán hết chim rồi, thế là tốt rồi. Ngon rồi, ngon rồi, ngon. Anh em ăn phở rồi. Ờ, đến chợ chim cứ bán được hết chim là ngon rồi. 3-4 cái lồng này bây giờ thành lồng trống hết rồi nhá. Còn mấy con chào vào đây. Ngon rồi. Không có rồi. Về ngay ấy nhỉ. Đó ra chợ chơi thế thôi. Tết ra chơi. Sao anh nuôi đâu chưa bác? Bây giờ nuôi mấy năm rồi. Mấy năm rồi á? Biết nói chưa bác? Để nói sói rồi. Nói sói rồi á? Còn phải cắt lưới không bác? Không. Nhà chỉ cần cạo lưỡi thôi, nếu mà cắt đi ngày xưa nuôi một con chân vàng mỏ vàng cắt lưỡi nó rồi sao mà nó thì nó chết. Bởi vì nhà cháu có một con mà không biết phải cắt lưỡi không? Đúng rồi, cắt lưỡi là tự nhiên nó chết. Hỏi kinh nghiệm của bác thôi để hỏi xem phải không. Bây giờ nha mà nó muốn tự sát thì nó chỉ cần thò lưỡi ra khỏi cái mỏ. Nó cắt à? Bập bắt nước nữa đó. Sáu tự sát á? Ô nhỉ. Bây giờ mình cắt nó là mình độc ác hơn nó. Con nhà cháu cũng nuôi được gần một năm rồi, đang học nói sao nó biết chào, nó cứ ngủ nói hay lung tung. Nhưng mà nó thì giống rồi. Nhưng mà bây giờ nó học do hót giọng chào mào. Không được, nếu mà giọng chào mào không được đâu. Úi dồi, hôm qua hôm kia phía trước có một con hót giọng chào mào kinh khủng luôn. Đây con loại này nó chào khách thì rồi. Chứ còn là chào mao, bí tiền mang bán. Nuôi nó tình cảm lại mang bán thôi. Mình không có người như nó rồi.
đây em cái này bằng rất nhiều trà màu ra với nhỉ. Chưa vào đâu. Em này khi nào cũng thấy mang nhiều trà màu ra. Bấy ở đâu nhiều đấy nhỉ? Con này đẹp này. Con này chắc bằng hả? Bằng gần chục con này ấy nhỉ? Bằng tầm 5 con này. Con này chắc là tầm 2-3 lít thôi đúng không? Chắc tầm đấy 200-300. Con này thì nó khác rồi. Nhiều đẹp lắm chứ. Để nhái rồi nhỉ. Đây chắc bảy lưới. Con này đang chuột mà, con này đang trong túi. Chuột à? Con này ra đâu? Con chuột này, con đá. Bây giờ mấy chục ra mua con chục đôi. Con sâu này còn 40.000 thì con đòi này vào. Anh nuôi con này lâu rồi. Hỏi như thế chả là mấy chục rồi. Con này giờ đang chuột đấy. Nhưng mà anh nuôi con này lâu rồi. Anh ơi, con này vẫn đem. Con này nó sầu, con này ra ở thằng làng xóm nó bẫy được, không được chửi được, không là đi nhờ mà nhờ phố nữa, nhờ phố người ta rồi đấy mèo, chuột chuột gì kia, chuột con, có thể có chuột thôi, triệu, triệu à, 30.000 nữa mà, một mà không chửa thì sao, lấy 700 không chửi 700, sao bán cho chú em có được 700 đấy, chưa chắc chắn đâu. Chùa 500 mà nó ngày phối biết rồi mà, phối 10 đám chạp, ra túi rồi, chùa có 20 ngày thôi mà, 20 ngày nó ra túi, chỉ 20 ngày nó ra túi, nuôi con trong túi ấy. Nếu mà có chùa có thời gian, có đủ sâu thì ăn béo lắm nè. Lạ về thôi, đấm chết. Đấy con ở trong túi đấy. Con nó không sức ngay được 2 phút. Nó chỉ bằng này thôi, mới để ra nó bằng này thôi. Thế là chủ nhà về nó bắt nó. Đâu có được để đấy nhưng mà con nó, nhưng mà không, giờ mà con không ghép được, ghép rồi nó cắn con nó. Giờ mà bờ đẻ tách con mới nó mới tách mới ghép được. Cho được vào, giờ cho được vào là con nó cắn con trong bụng nó ấy. Quẩy con của nó ấy. Vẹt ăn không? Con sâu vẹt ăn không? Vẹt tiếng với mì. Đấy đấy đúng rồi. Có một con vẹt của ông đi để trong phòng ngủ ấy. Toàn kêu cái điệu vẹt xưa hai vợ chồng kia thôi. Vợ chồng tôi đang vẫn đấy vào đấy toàn đến lúc ra nó cứ kêu mạnh lên anh ấy. Anh mạnh lên thì chết rồi. Không để cho nó như thế mới hay ấy. Có giá của nó ấy. Đến nhà chơi toàn như đấy ok. Có thằng nào chẳng có cái có cái cho lên mạng ấy đấy. Thì kêu đấy cũng hay nhỉ. Hắn để ngủ trong phòng ngủ hay sao ấy. Ô về thôi à bác? À. Mang con sáo ra lại không anh em nào kết. Thuyền. Thank you.
Mày bán cái gì? Mày bán cái gì nữa? Tao mua. Ý mày tao mua. Tao mua. Tao mua. Mày nói. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Mua gì? Lồng à? Anh mua gì? Con gì? Đi đâu anh? À, về rồi à? Đâu kiếm rồi nhá. Kiếm đâu kiếm? Mày cho muốn chồng tao thì đi mấy được về. À, mi rồi. Ui, hầu vào á. Lâm rồi. Hết ngày rồi mà. Gáy lợn nữa. Cổ ngựa lưng tôm. Ngực xa dạ thắt. Đấy. Đấy anh em nhá, vừa đưa anh em đi tham quan vòng chợ, hết vòng chợ chim cảnh rồi. Đấy, mọi người cũng bắt đầu tầm 10 giờ 11 giờ là mọi người bắt đầu tan dần rồi. Những chợ này chỉ họp vào buổi sáng thôi. Cho nên là quay hết vòng cho anh em xem rồi thì bây giờ sẽ hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Đấy.